vì nước kiên thiên quân gia. Đoàn thanh niên ta có tài ba, tạo người dân sinh mới cùng anh trong năm tới, hợp lực xây vững tình chung nước ta. Khỏe vì nước chi khi thương kia, sống là không quy hùng vô biên, trong không quy can trường sinh thác ta. Nơi xa gần cho dân khí phương cường và hưng phấn, nhìn nơi không mà anh duy ta khỏe vì nước kiên thiên quân gia. Đoàn thanh niên ta có tài ba, tạo quân dân sinh mới cùng anh trong năm giới, hợp lực xây hưng thịnh chung nước ta. Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, 45 năm đã qua. 45 năm đã qua cái ngày mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Cộng sản đã xóa sổ một cái nền tự do non trẻ. Thưa quý vị, họ xóa sổ để họ đưa đến một cái thể chế độc đảng, độc tài. Và như mọi người cộng sản trên thế giới, họ sử dụng chính sách khủng bố, nhồi sọ và đồng thời là luôn luôn mị dân. Cái nền văn hóa giáo dục dưới thể chế cộng sản đã không còn cái giá trị,
Nó chỉ là cái sự nhồi nhét, nó chỉ là những cái hình ảnh tạo nên sắc máu. Nó không có cái tính nhân bản khai phóng như là ở những quốc gia có cái thể chế dân chủ tự do. Ngày hôm nay sau 45 năm, người dân trong nước đã thấy rất rõ cái tính ưu việt của thể chế tự do dân chủ. Cụ thể là cái nền tự do dân chủ non trẻ ở miền Nam Việt Nam. Văn hóa giáo dục hay là cái chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa đã được người dân ở trong nước nhìn nhận. Cụ thể là từ văn hóa, văn nghệ, vân vân. Còn ngày hôm nay, những cái hình ảnh không còn nhân tính, những cái trò chơi của ngay cái đội ngũ gọi là tiếp nối Đảng Cộng sản là đoàn viên, những cái trò chơi kích dục đã tạo ra những cái thảm cảnh trong xã hội, những cái sự thờ ơ vô cảm, trực trực. Nhớ về, nghĩ về một cái nền giáo dục khai phóng dân bản, cái tôi gửi đến quý vị một cái bài viết là ký ức về những bài học thuộc lòng thời tiểu học Việt Nam Cộng Hòa, để chúng ta đối chiếu so sánh lại với cái nền giáo dục của Cộng sản. Bài viết có cái nội dung như sau. Dân miền Nam, những ai bây giờ từ 60 trở lên chắc đều nhớ rõ những cách tổ chức độc đáo ở các lớp bậc tiểu học cách đây hơn 4 thập niên. Hồi đó cách gọi tên các lớp học ngược lại với bây giờ, theo thứ tự là từ lớn đến nhỏ. Lớp 5 là lớp 1 ngày nay, rồi đến lớp 4, lớp 3, lớp 2 và trên cùng là lớp nhất. Lớp 5, tức là lớp thấp nhất, thường do các thầy cô giỏi nhất hoặc cao niên dồi dào kinh nghiệm nhất phụ trách. Sở dĩ như vậy là vì bậc học này được xem là vô cùng quan trọng. Dạy học trò từ chỗ chưa biết gì đến chỗ biết đọc, biết viết, biết những kiến thức cơ bản đầu tiên, nghĩa là biến từ chỗ không có gì đến chỗ bắt đầu có. Cô giáo dạy tiếng Việt học trò không phân biệt giàu nghèo, khi đến lớp chỉ được dùng một thứ bút duy nhất là bút ngòi lá tre. Gọi là lá tre là bởi vì bút có cái ngòi có thể tháo rời ra được, giống hình cái lá tre nhỏ nhỏ. Khi viết thì chấm vào bình mực. Bình mực thường là mực tím, có một cái khoen ở nơi nắp để móc vào ngón tay cho tiện. Thân bình ở bên trong gắn liền với một ống nhựa hình phễu ở dưới nhỏ trên to để mực khỏi sánh ra theo nhịp bước của học trò. Khi vào lớp thì học trò đặt bình mực ngay vào cái lỗ tròn vừa dặn khoét sẵn ở trên bàn học cho khỏi ngã đổ. Bút bi thời đó đã có, gọi là bút nguyên tử, là cái thứ đầy ma lực hấp dẫn đối với học trò ngày ấy, nhưng lại bị triệt để cấm dục. Các thầy cô quan niệm rằng rèn chữ là rèn người, nên nếu cho phép học trò lớp nhỏ sử dụng bút bi sớm thì sợ khi lớn lên chúng sẽ dễ sinh ra lười biếng và cẩu thả trong tính cách chăng. Mỗi lớp học chỉ có một thầy hoặc một cô duy nhất phụ trách tất cả các môn. Thầy gọi trò bằng con, và trò cũng xưng con chứ không xưng em với thầy. Vì việc dạy dỗ thì không thầy nào dạy giống thầy nào, nhưng mục tiêu kiến thức sau khi học xong các lớp phải bảo đảm như nhau. Thí dụ như học xong lớp 5 thì phải đọc thông viết thạo, nắm vững hai phép toán cộng trừ. Lớp 4 thì bắt đầu tập làm văn, thuộc bản cửu chương để làm các bài toán nhân chia. Sách giáo khoa thì cứ không nhất thiết là phải thống nhất, nên không có lớp học nào mà giống lớp nào về nội dung cụ thể từng bài giảng.
Thế nhưng, tuyệt nhiên, không thấy có chuyện dạy thêm, học thêm ở bậc học này. Nên khi mùa hè đến, học trò cứ vui chơi thoải mái suốt cả mấy tháng trời. Các môn học ngày trước, đại khái thì cũng giống như bây giờ, chỉ có các bài học thuộc lòng ở trong sách Việt văn, theo tôi là ấn tượng hơn nhiều. Đó là những bài thơ, những bài văn dần dễ nhớ nhưng rất sâu sắc về tình cảm gia đình, tình yêu thương loài vật, tình cảm bạn bè, tình nhân loại và đặc biệt là lòng tự tôn dân tộc Việt. Tôi còn nhớ rõ trong sách Tân Việt văn lớp 5 có bài học thuộc lòng thật hay về bóng đá mà hồi đó gọi bằng một cái từ rất hoa mỹ là túc cầu, trận cầu quốc tế như sau. Chiều chưa ngã, nắng còn gai gắt lắm. Hai đội cầu hăng hái tiến ra sân. Tiếng hoan hô thêm dũng mãnh bội phần để cổ võ cho trận cầu quốc tế. Đoàn tuyển thủ nước nhà hơi nhỏ bé. Nếu so cùng cầu tướng ở phương xa, còi xuất quân vừa lanh lảnh ban ra thì trận đấu đã vô cùng sôi nổi. Tiền đạo ta như sóng cồn tiến tới, khi tạt ngang, khi nhồi bóng làm bàn, khiến đối phương thành rối loạn hoang mang, hậu vệ yếu phải lui về thế thủ. Thiếu bình tĩnh, một vài người chơi dữ nên trọng tài cảnh cáo đuổi ra sân. Quả bóng da lăn lộn biết bao lần, hết hai hiệp và đội nhà đã thắng. Ta tuy bé nhưng đồng lòng cố gắng, biết nêu cao dương đoàn kết đấu tranh. Khi giao banh, khi phá lưới hãm thành, nên đoạt giải dù địch to gấp bội. Kính thưa quý vị, cái bài học thuộc lòng này về sau tôi được biết là lấy cảm hứng từ chiếc cúp vô địch đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ của Việt Nam tại Đông Á Vận Hội trên sân Merdeka của Malaysia vào cuối thập niên 50. Với những tên tuổi văn bóng một thời như Tam Lan, Ngôn, Cụ Sinh, Vinh Đầu Sói, Cụ Hè, Rạng Tay Nhựa, vân vân. Tôi không biết chơi bóng đá, nhưng thằng bé là tôi lúc đó rất thích bài thuộc lòng này, nên tự nhiên thuộc lòng luôn. Càng đọc, càng ngẫm nghĩ. Đây đâu phải là bài thơ kia nói về bóng đá, mà thôi, nó là bài học đoàn kết của một dân tộc tuy nhỏ bé nhưng gan lì, bất khuất, khiến cho cả thế giới phải ngước nhìn bằng đôi mắt khâm phục. Bạn thấy lạ lùng chưa? Chứ bài thơ ngắn nói về một thứ trò chơi thôi mà lại chứa đựng biết bao nhiêu điều vĩ đại, mà những lời đao to búa lớn ồn ào chắc chi đã làm được. Còn nói về môn lịch sử, hồi đó gọi là quốc sử thì đã có sẵn một bài học thuộc lòng khác. Bài có tựa là Giờ Quốc Sử như sau. Những buổi sáng, rừng hồng le lói chiếu, trên non sông làng mạc ruộng đồng quê. Chúng tôi ngồi yên lặng lắng tai nghe tiếng thầy giảng khắp trong giờ quốc sử. Thầy tôi bảo, các con nên nhớ rõ, nước chúng ta là một nước vinh quang, bao anh hùng thuở trước của giang sơn đã đổ máu vì lợi quyền dân tộc. Các con nên đêm ngày chăm chỉ học, để sau này mong nối chí tiền nhân. Ta tin rằng sau một cuộc xoay dần, dân tộc Việt vẫn là dân hùng liệt. Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt giống anh hùng trên sông núi Việt Nam. Bên những trang lịch sử 4.000 năm đầy chiến thắng, vinh quang và hạnh phúc. Thưa quý vị, cái hình ảnh ông thầy giả sử trong bài học thuộc lòng hiện lên, nghiêm nghị nhưng lại thân thương quá chừng. Và bài sử của thầy, tôi không nói về một trận đánh, một chiến công hay một sự kiện quá khứ hào hùng nào, nhưng lại có sức lay động mãnh liệt với đám học trò chúng tôi ngày ấy. Đến nỗi mấy chục năm sau, chúng tôi vẫn nhớ như in. Lại có bài Sấm Thơ Lục Bát về ông thầy dạy địa lý. Tôi không nhớ là tác giả là ai, nhưng chắc chắn cái tựa đề là Tập Vẽ Bản Đồ. Phía lề trái,
còn in cả hình vẽ minh họa của quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Bài thơ như sau: hôm qua tập vẽ bản đồ, thầy em lên bảng kẻ ô rõ ràng, ranh giới vẽ phấn trắng vàng dễ kiếm, từ Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, từng nơi thầy thuộc lào lào, đây sen Đồng Tháp, đây cầu Hiền Lương, biển Đông Hải, Trùng Dương xanh thẳm, núi treo leo, thầy chấm màu nâu, tay đưa mềm mại đến đâu, sông xanh uốn khúc, rừng sâu chập trùng. Rồi với giọng trầm hùng thầy giảng, giống rồng tiên chói rạng núi rừng, trải bao thăng gián phế hưng, đem dòng máu thấm bón từng gốc cây. Làn không khí giờ để ta thở, đường ta đi, nhà ở nơi này, tổ tiên từng chịu đắng cay mới lưu truyền lại đêm ngày cho ta. Là con cháu muôn nhà gìn giữ, đùm bọc nhau, sinh tử cùng nhau. Tóc thầy hai thứ từ lâu, mà tài chưa đủ làm giàu non sông. Nay chỉ biết ra công dạy dỗ, đàn trẻ thơ mong ở ngày mai. Bao nhiêu hy vọng lâu dài, dồn vào tất cả trí tài các con. Giờ đây, thưa quý vị, mấy chục năm đã trôi qua, tóc trên đầu tôi cũng bắt đầu hai thứ như ông thầy già dạy địa trong bài học thuộc lòng ngày ấy. Nhưng có một điều, có một điều mà tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra: ông thầy đang dạy địa hay là ông thầy đang âm thầm truyền thụ lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc cho đàn trẻ thơ qua mấy nét vẽ bản đồ đây? Lời của thầy thật nhẹ nhàng, khiêm tốn, nhưng cũng thật là tha thiết, chạm vào được cái chỗ thiêng liêng nhất trong tâm hồn như đứa trẻ ngây thơ vào những ngày đầu tiên cấp sách đến trường, nơi chúng tôi được dạy rằng ngoài ngôi nhà nhỏ bé của mình với ông bà cha mẹ anh em ruột thịt, chúng ta còn có một ngôi nhà nữa rộng lớn hơn nhiều, nguy nga tráng lệ, thiêng liêng vĩ đại hơn nhiều, một ngôi nhà mà chúng phải thương yêu và phải có bổn phận dung đắp, đó là Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa quý vị, bài viết từ nguồn của Lê Tuấn Đạt cho chúng ta thấy được rằng những cái lớp tiểu học của thời Việt Nam Cộng Hòa không có những bài thơ như viết viết nữa, viết mãi, bàn tay không ngưng nghỉ, không có những hình ảnh sắc báo, không có những cái câu chuyện lừa bịp như Lê Em Tám, Võ Thị Sáu, dần dần, mà rất nhẹ nhàng, tha thiết, nhưng đầy tính nhân văn và tình tự dân tộc như vậy, thưa quý vị.
người.